cả các bạn đều có mái tóc nhuộm rất đẹp. Nhưng có đẹp thật không? Hãy kiểm tra chỉ với các đầu ngón tay. Vì khi che mắt lại, bạn cảm nhận rõ hơn. Không mượt mà như bạn nghĩ. Bạn hãy mở khăn che mắt ra. Còn kiểm tra dưới ánh đèn spotlight thì sao? Bạn thấy không? Độ bóng không đều. Bạn cần một điều diệu kỳ. Tóc mình thật đẹp ngay cả dưới ánh đèn spotlight. Tóc mình thật mượt trên từng ngón tay. Three Minute Miracle, kem xả tốt nhất từ Pantene.